Hello, xin Hello, chào bạn. hello, Có hello, Thơ Quang có nghe rõ rõ à? không? Chào Thơ Quang, chào anh chị em trên kênh nha. Cái buổi live ngày hôm nay á, thì đầu tiên mà mình muốn chia sẻ đó là về cái vấn đề mà thông tin mà liên quan đến báo chí á. Thì mình cũng làm cái clip xong mình gửi cho Thơ Quang rồi đó. Lát nữa mình sẽ còn. Cảm ơn bạn nhiều. Thì thực tế ra như thế này, mình cũng không dám gọi người ta là nhà báo bẩn hay vì cái gì, nhưng mà Đúng theo rồi. mình nghĩ, theo quan điểm cá nhân á, thì có thể là do thành tích hoặc là do một cái có thể trình độ năng lực người ta cũng có giới hạn. Thế cái việc tìm viết bài thì nó cũng hạn chế. Thế nên là đến khi người ta lên người ta tìm hiểu thông tin người ta viết á, thì nó không có chính xác. Thế thì cũng may là có đại sứ ở mình ở bên đó thông tin thì mình mới Rồi. nắm được cái sự thật như vậy. Thế nhưng mà cái ngược lại ấy, là nếu như mà những cái tin lá cải mà những cái kênh truyền thông vớ vẩn người ta nói ấy, thì mình cũng không để ý làm gì. Thế nhưng Đúng mà rồi. đây là một số cái kênh báo chí mà lớn của nhà nước mình mà lại đưa những cái thông tin như vậy ấy, thì nó mang lại cái hậu quả rất là nặng nề. Thứ nhất Xác là nó để lại cho cái giới trẻ, đặc biệt như anh em mình, cái tầm tuổi khoảng 30-40 thôi chứ không nói gì nhỏ hơn, là khi mình đọc những cái bài viết đó thì mình cảm nhận được ở cái đất nước Triều Tiên nó cực kỳ là khủng khiếp. Đấy, nghe nó ghê nó gớm giống đúng không? Nghe nó giống nó nó giống như kiểu ở địa ngục á đó. Thế thì thành ra là nó đánh vào cái tâm lý của giới trẻ. Mà mục đích chính ở đây thì mình không nói người ta có mục đích sâu xa hơn không. Thế nhưng chúng ta ai cũng hiểu là Triều Tiên, Việt Nam, Lào và Trung Quốc là một trong những nước gọi là xã hội chủ nghĩa, hơi gọi là số ít còn lại. Thế thì người ta có mục đích gì sâu xa về mặt chính trị thì mình không dám nói. Thế Đúng nhưng rồi. mà cái đó là rất là nguy hiểm. Với cái thứ hai nữa là giống như cái anh vừa rồi anh cũng chia sẻ về với Thơ Quang nói về cái kênh truyền thông của ở bên kia đó, người ta hay đưa lại những cái hình ảnh mà gợi nhớ lại cái thời kỳ ngày xưa đó. Thì mình thấy như này, thực tế ra mà nói thì không phải đâu xa hết. Bây giờ mình làm một phép so sánh rất nhỏ thôi, đó là ngày xưa mình chỉ xem qua tư liệu thôi chứ mình không sống thời kỳ đó. Thế nhưng Đúng mình có nghe bác Cầm này, rồi chú Hùng 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 Trọc ấy, rồi anh John John McRae á, những cái người mà người ta lớn tuổi rồi, hoặc là như bác Đức Đầu Bạc á, là những bác đó là bác ấy sống vào trong cái thời kỳ đó. Đấy, thậm chí như bác đó, Đức Đầu Bạc, bác còn là cái người mà chống cộng cực kỳ luôn. Mãi sau này bác ấy vì không phải là trở cờ, mà khi mà bác ấy về, bác ấy thăm Trường Sa, Hoàng Sa, rồi thăm cái nghĩa trang ở ở Biên Hòa, Đồng Nai á, đó thì bác mới nhìn nhận lại được là ở trước giờ là toàn bị tuyên truyền láo mà. Đó thì những cái người đó người ta có kể lại thì mình cũng biết được ở thực tế ra Sài Gòn ngày xưa và thành phố Hồ Chí Minh ngày nay nó cách nhau một trời một vực. Ngày xưa nó chỉ tóm gọn được có xíu xíu mà cũng chưa hết quận nhất bây giờ, Đúng còn rồi. lại là cũng cũng nghèo kiết xác chứ có cái gì đâu. Thế nhưng Chính bây xác. giờ nếu như các anh so sánh như vậy thì xin mời các anh mang tiền ở bên Mỹ về, các anh mua đất Sài Gòn coi các anh có mua nổi không, nó mới là quan trọng. Thế còn bây giờ các anh cứ ngồi các anh so sánh, nó làm cho một cái thế hệ trẻ sau này là nó bị kìm hãm lại sự phát triển, kể về Chính xác. trí tuệ lẫn về kinh tế. Bởi vì người ta cứ thấy ở ngày xưa rồi Sài Gòn là như vậy, nhưng mà thực ra các ông đâu nói được phía sau là hàng năm Mỹ nó chi cả tỷ đô la cho các ông đâu. Đúng Các rồi. ông nói cái gì nói nó đúng để cho giới trẻ người ta nhìn nhận, người ta biết được ở thực ra là xã hội chúng ta phát triển tới ngày hôm nay. Cái này dĩ nhiên là về mặt đường lối thì là Đảng Cộng sản lãnh đạo. Thế nhưng mà đất nước phát triển được ngày hôm nay đó là phần lớn là do gì ạ? Chung tay góp sức và chịu khó làm ăn cần cù tiết kiệm của người dân Việt Nam nói chung và của thành phố Hồ Chí Minh nói riêng, chứ không riêng gì ai hết. Giống như mình đi Cần Thơ mình thấy thành phố Cần Thơ bây giờ người ta cũng hoành tráng lắm chứ, đâu có giỡn được đâu. Đúng Rồi rồi, bây giờ mình đi Cà Mau cũng vậy, chơi nhìn nó các địa hoành phương tráng luôn, hơn. nói chung các địa Hoành phương. tráng ở Sài Gòn ngày xưa đó, vô Bình Dương các thứ cũng vậy. Mình vô Sài Gòn mà mình đi mình tìm cái dinh độc lập, hồi mình mới vô mình tìm cái dinh độc lập lạc đường luôn đó. Thì mình cũng phải thấy được là cái sự phát triển của đất nước như vậy. Thì các anh bên kia mục đích của các anh là các anh xuyên tạc thôi,
giống như lúc nãy thưa quan có đưa hình ảnh nó lên, những cái hình ảnh đó các anh không bao giờ các anh nói đó, rồi những cái hình ảnh mà các anh ấy đốt nhà dân này, đó không nói. Ví dụ như những cái hình ảnh nữa là giống như hôm vừa rồi mà cái đợt vừa rồi mà anh em mình mà có xem trên các cái kênh tin tức ở Mỹ mà nó có cái sự kiện mà người da màu bị giết sau đó mà xảy ra biểu tình đó. Thì có cái ông là ông Mike Hatch nha, Mike Hatch mình nhớ không nhầm, Mike Hatch ông đó là cựu cựu sĩ quan mà bên giống như mình gọi là bên bên, bên quân y ấy, ở Mỹ phục vụ tại chiến trường Việt Nam, là ông cũng ra đường ông biểu tình xong ông bị xịt hơi cay vào mắt đó thôi quan À đó, chính có cái clip đó đó. À có cái clip chính ông đó là ông thừa nhận là chính tay ông là đã chôn 170 người mà vừa bị tàn sát xong đó, là đúng cựu sĩ quan Mỹ nha, chứ không phải rồi, cũng sĩ quan là từng chiến đó tranh Việt Nam, chiến tranh Việt từng tham Nam gia chiến đó, tranh Việt là Nam, đúng rồi. đúng rồi đó, chính cái những cái sĩ quan đó người ta thừa nhận luôn, chứ không phải là mình nói xạo nha, cái này là từ Mỹ nha đó. Thì tại sao những cái đó các anh không nói đến mà các anh chỉ nói đến những cái mà của các anh thôi? Rồi cái tiếp nữa mà mình cũng thấy rất là tức cười mà thưa quang chia sẻ là khi ông Ngô Đình Diệm ông bị chính cái lực lượng của ông đảo chính, chính lực lượng quân đội đó đảo chính giết chết hai anh em ông, bắn cháy đen xì. Mà bây giờ mình thấy tức cười ở chỗ là một bộ phận ở ở bên kia người ta đào ông lên, người ta thờ, người ta tôn vinh ông như kiểu anh hùng dân Đúng tộc rồi. á. À, mình thấy tức cười thiệt, mà chính chính mình đi giết người ta, mình giết người ta xong giờ lôi ra thờ, mình không hiểu là mấy ông nghĩ cái gì luôn. Nếu như những người nào mà tìm Thậm chí bạn nhớ không, bạn nhớ có cái clip mà nó còn cải đạo cho ổng không, nó mang tới nó cầu siêu, nó đưa đưa Phật đó giáo vào cầu siêu cho đó, mà trong khi đó là ông là người Công giáo chính gốc luôn á, là à. mình không hiểu được luôn là cái giới bên đó người ta có kiểu giống như kiểu người ta ở bên đó nhưng người ta bị ảo tưởng hay sức mạnh người ta lớn quá siêu nhiên hay sao á, mình thấy tức cười thiệt. Mà chính bản thân người những cái ông đó ông đè ông Ngô Đình Diệm ra, ông thắt cổ chết cho chết đi, rồi giờ ông đưa ra ông thờ, mình thấy hay thiệt đó, mình không hiểu được luôn. Mà trong khi đó là mà mình đang lo một cái nội dung là liên quan đó, là bây giờ dần dần nó hay có cái kiểu là nó xuyên tạc, xong bắt đầu nó giống như kiểu mà cái có một cái nhà gì mà nói về 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 quảng cáo, người ta nói rất là hay, đó là khi mình nói lần đầu tiên đó, thì người ta nghe người ta không thấu hiểu hết đó. Người ta xem người ta không không thú vị, thế nhưng mình lặp đi lặp lại nhiều thì dần dần cái đó nó trở thành chân lý. À, mấy ông đó là ông là kiểu vậy, ông xuyên tạc là ông cứ Đúng nói đi rồi. nói lại, ngày nào ông nói ông làm cho là những cái giới trẻ là người ta hiểu cái đó, à sự kiện đó là đúng, mà dần dần có khi là ông nói luôn là có khi Ngô Đình Diệm là bị cộng sản tiêu diệt luôn á, mình đang nghĩ vậy. Mà bây giờ mình thấy tức cười cái thứ hai mấy ông bên đó là gì, ông đưa Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn ra dựng tượng để thờ, mà lịch sử mình mấy nghìn năm đúng không, từ thời Ngô Quyền trở đi cho đến ba lần đánh thắng quân Nguyên Mông của nhà Trần cho đến sau này Quang Trung Nguyễn Huệ, thì làm gì có ai mà người ta không đánh đuổi ngoại xâm đâu, ngoại xâm vô là người ta đánh tan tác hết thì người ta mới trở thành anh hùng dân tộc được. Đây mấy ông rước vô quân nước ngoài vô đánh người đồng bào mình mà ông đi ông thờ không đúng. Nếu mà mấy ông đó muốn thờ thì phải lôi mấy cái ông mà thời mà chia Việt Nam thành ba kỳ ra, các ông cai trị từ năm 1858 mà khi ông xâm lược ở Đà Nẵng á, thì ông lôi mấy cái ông đó ra thờ thì hợp lý hơn, đó là ông tổ của ông chứ không phải là ông Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn, bởi vì ông là anh hùng nhất tống ba lần đánh thắng quân Nguyên Mông nhà, ông đánh đuổi xâm lược mà làm gì có cái chuyện lôi ra thờ được, mình thấy buồn cười thế đấy chứ. Nó mình hiểu mấy ông này. Còn Rồi cái thứ câu ba chuyện đó bạn mình bạn 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 nhớ cái câu chuyện mà cái ngày ngày giỗ tổ Hùng Vương không? Ngày giỗ tổ Hùng Vương thì họ làm cái lễ gọi là giỗ tổ Hùng Vương, nhưng mà họ hát bài Happy mình thấy buồn cười lắm mấy ông bên đó, ông có những cái tổn tích mà mình thấy rất là buồn cười, giống như hôm nay mình xem một cái clip ở trên phố Buôn Sa TV ấy, à. mà cái hội bên đó là đang đi kêu gọi rồi ý là để loại bỏ cái bà Kimberly Hồ gì đó, thì
mình thấy cũng tức cười quá, thế mình thấy toàn ông già bà lão mà trong đó có cả Ngô Kỳ nữa, thế mình mới bình luận, mình kêu toàn mấy ông bà ăn tiền già mà đâu thấy thanh niên đâu. Mà bà Kim Ly Hồ là bà thể hiện quyền tự do của bà thích làm vậy á. Rồi ông bà tính sao, ông toàn đi diễn hài không ạ, để cho cái công dân nước sở tại người ta coi thường, người ta đâu có biết là cái thành phần đó là cái loại gì đâu, người ta chỉ biết nói tiếng Việt Nam thôi, cái thành ra nó ảnh hưởng đến cả cái đất nước dân tộc Việt Nam, nó đi nó bêu xấu với cái dân tộc Việt Nam chứ nó đâu có giải quyết được cái vấn đề gì. Nếu như thực sự các ông nghĩ về quốc gia về dân tộc đó, thì giống như bây giờ nếu mà nói nợ máu thì là cả hai bên, mà đã ra chiến trường thì chắc chắn là phải có một bên là thắng một bên thua và một bên sống và một bên chết, nó là rõ ràng. Thế nhưng Đảng Cộng sản người ta bây giờ là người ta đã thắng lợi, người ta đã xây dựng đất nước phát triển, mà người ta là người chủ động mang cái hòa giải hòa hợp dân tộc, thì đáng ra những người thua cuộc như các ông ở bên đó là các ông phải phải biết được cái vị thế của mình. Đấy. Quê hương không, tổ quốc không, đúng không? Đến quốc ca cũng không luôn, quốc kỳ cũng không luôn. Nó đúng là người ta gọi là cái cờ nhưng mà các ông chả có cái gì hết, bởi vì bây giờ tất cả các nước ngoại giao Việt Nam kể cả Liên Hợp Quốc người ta đều treo cờ đỏ sao vàng, với ai người ta treo cái cờ đó đâu, thế là các ông chả có cái gì hết. Đó, các ông chả có cái gì hết mà các ông lại cứ suốt ngày các ông đi các ông rêu rao nói xấu. Nó giống như hôm vừa rồi có cái sự kiện mà mấy ông bà đi biểu tình lãnh sứ quán ở Houghton ấy, nhìn nó rất là buồn cười, rất là buồn cười. Mà cái đó nhà tiền Bên người bạn như âm thanh hơi nhỏ. ta cái đó nó làm xấu đi cái hình ảnh của đất nước và dân tộc Việt Nam, chứ nó không phải là nó mang lại cái điều gì tốt đẹp cho người dân cả. Giống như và cái chia sẻ tiếp theo của mình nữa là về cái nội dung mà anh em mình mới trao đổi ngày hôm qua, là nội dung cuối cùng mà trao đổi với Thơ Quang với anh em, đó là mình có làm, dĩ nhiên là mình dịch nó chưa được sát với nghĩa của cái bài báo tiếng Anh đó, thế nhưng mà nó tương đối, ý là đại loại là có nghĩa là cái ông này ấy, là ông là nguyên là cựu thống đốc của cái bang gì Michigan. đấy ta, à, Michigan. không 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 phải đâu, cái Michigan là của cái nước bẩn, còn cái này là cái bang Vermont gì đó. Ý là ông ngày xưa là ông là người hoạt động rất là năng nổ về cái vấn đề mà kêu gọi về về sức khỏe cộng đồng và y tế. Thế nhưng bây giờ khi ông nghỉ rồi thì ông ra ông làm cho cái doanh nghiệp ngoài á, thì ông lại quay sang ông đang là có cái thỉnh nguyện yêu cầu Tổng thống Biden là từ chối cái việc là hạn chế cái quyền sở hữu trí tuệ về vaccine COVID á. Đó, có nghĩa là để mục đích nghĩa là mình hiểu được là như thế này, có nghĩa là ông này á, ông kêu gọi Tổng thống Biden là không chia sẻ công thức sản xuất COVID cho các nước đang phát Đúng triển, rồi, sản xuất cô vaccine. đó vaccine á, là không không cho các nước ấy, để mục bảo vệ cái quyền lợi của doanh nghiệp Mỹ. Thì muốn như vậy thì người dân phải bỏ tiền ra, là các nước phải bỏ tiền ra để mua công nghệ, mua cái công thức về sản xuất vaccine. Đó, thì Đúng rồi. mình thấy được là thực tế ra mà nói á, là ở các quốc gia đó cái ông nào cũng vậy hết. Mình thấy rất hay là luôn kêu gọi cho tự do, nhân chủ, nhân quyền, mà mình thấy lạ nha Thơ Quang, nha Thơ Quang xem là như thế, đó là cái quan điểm của ông này á, khi ông mà đưa ra là không không ủng hộ như vậy á, là lại được sự ủng hộ của rất nhiều các cái thành viên ở Tại quốc hội nha, phải. giới tài phiệt ông nói mà thành viên quốc hội này, rồi có một số tổ chức nhân quyền nữa, người ta cũng đồng ý với quan điểm của ông này là không có chia sẻ cái công thức vaccine, sản xuất vaccine. Đó, thì mình mới thấy được là thực tế ra mà nói á, thì các nước đang phát triển bây giờ như mình thì cũng đỡ rồi, nhưng mà đặc biệt các nước châu Phi á, thì rất là khổ. Thế nhưng mà vì cái quyền lợi của người ta thì dĩ nhiên người ta Bảo sẽ đánh vệ. đổi bằng sinh sinh mạng của người khác thôi. Đúng rồi. Đó, người ta bảo vệ quyền lợi của mình thì đánh đổi sinh mạng của người khác trong cái thời kỳ đại dịch này. Thế mà mình cái mà mình muốn nói nữa là cái doanh nghiệp Mỹ với giới tài phiệt Mỹ nó có ảnh hưởng rất lớn đến cái việc kết quả bầu cử tổng thống, mình cứ nói thẳng vậy luôn. Thế nên là mình nghĩ là có khả năng là ông Biden là ông sẽ chấp nhận cái thỉnh nguyện của ông này là không có cung cấp cái quyền sở hữu trí tuệ về cái công thức vaccine cho các nước đang phát triển. Thế là Đúng thành ra là người dân rất là khổ, mà muốn ấy là phải bỏ tiền nó mà mua thôi chứ không có cách nào khác. Thì thấy vậy mình thấy được là cái công cuộc phòng chống vaccine COVID, phòng chống cái COVID ở Việt Nam mình
nó cực kỳ là thành công. Mặc dù là trong cái thời gian vừa qua đó là cũng nhiều người bị nhiễm, nhiều người không may là xấu số, thế nhưng mà mình thấy rất là tuyệt vời. Đó, mà mình cũng giống như ngày hôm qua chia sẻ, mình rất là khó chịu với cái tay xin lê ở chỗ là như này này. Hắn á, là hắn lên mạng hắn nói rất hay. Khi mà Việt Nam mình mà tổ chức các đợt phong tỏa đó thưa qua. Thì hắn kêu là Việt Nam mình vi phạm tự do dân chủ nhân quyền, cấm không cho người dân đi lại. Đó. Thì khi mà nhà nước mình nhận thấy là cái việc mà phong tỏa thì nó cũng không có hiệu quả mà nó ảnh hưởng rất lớn đối với kinh tế của người dân cũng như nhà nước, thì nhà nước chủ động là mở cửa và xác định là sống chung với dịch, thì cái số lượng người nhiễm và người người tử vong nó tăng cao. Thì ông này ông lại lên mạng ông kêu là cái công tác phòng chống dịch bệnh của Việt Nam kém. Đấy, dẫn đến là người dân bị nhiễm và chết nhiều. Đó, kiểu gì mấy ông này ông cũng nói được hết. Mà khi mà người dân tiêm vaccine cũng vậy. Thì các ông ấy kêu gọi là đừng có tiêm. Đấy. Mà chính ở Mỹ người ta cũng biểu tình, người ta yêu cầu là không có tiêm. Một số bộ phận người ta không muốn tiêm. Thế nhưng mà khi mà bị là cũng cũng mấy giống như hôm mà Thơ Quang chia sẻ clip mà Thủ tướng Phạm Minh Chính có nói chuyện á. Là mấy thằng cha này nó đi nó cắt ghép lời của thủ tướng, xong bắt đầu nó nháo nhào lại, nó giống kiểu tô phở, nó làm cho cái Việt Nam mình nó mục đích chính của mấy thằng cha bên đó là nó chủ yếu là nó gây rối, nó phá hoại Việt Nam thôi, chứ ngoài ra nó cũng chả có gì hết. Nhưng mà Đúng nó rồi. mà đạt được hay không thì nói thật là rất khó. Mình khẳng định là không những rất khó mà còn quá khó, bởi vì cái gì cái anh làm gì làm anh phải có cơ sở. Giống như mấy anh cha bên đó nó cứ dạy người dân Việt Nam là phải thế này phải thế kia. Bây giờ đây có Thơ Quang với các chú anh chị trên kênh nghe, chứ mình đặt câu hỏi cho xin lê mà nó đâu có trả lời đâu. Ví dụ như giờ thằng thằng vô gia cư ở Mỹ, homeless ở Mỹ mà nó lên nó dạy Bill Gates làm giàu có ai nghe được Đúng rồi. không? Làm gì có ai nghe được. Nhưng mà thực tế ra mà nói thì cái bọn này là mình theo dõi thằng cha xin lê này, mình biết là nó có nhà tài trợ nha Thơ Quang nha. Rồi. Nó không phải là như anh em mình là lập cái diễn đàn lên để anh em trao đổi tâm sự đâu, Rồi, không vô tư, không vô tư như anh em không vô mình, tư. tụi nó là có người lo hết. Hôm vừa rồi nó có chia sẻ clip, nó gặp cái nhà tài trợ luôn mà. Thế nên mình đánh giá là cái hội này nó mục đích của nó cũng vì vì mục đích kiếm cơm cả thôi, chứ không không có gì hết á. Đấy thì hôm nay mình cũng lên kênh Thơ Quang chia sẻ với Thơ Quang với mấy anh em mấy nội dung vậy thôi. Thì cảm ơn Thơ Quang nhé. Ok bạn. Chào Thơ Quang với chào anh chị em nha. Rồi Thơ Quang mời chú cầm Ok nữa. bạn.